Chào các bạn. Chè đậu trắng là một trong những món chè ngon mà được nhiều người yêu thích. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách nấu chè sao cho hạt đậu nó mềm tan, nó không bị bở nát. Và cái nồi chè của mình á, nó không có bị khê cái đáy nồi nữa. Thì ngay sau đây mình sẽ thực hiện. Thì mình mời các bạn cùng xem cách làm nha. Để nấu chè thì đây mình sử dụng là 300g đậu trắng. Đậu này mình đã đem đi vo rửa cho nó thật là sạch rồi. Thì để đậu nó mau mềm hơn á và nó không bị bở nát á, thì mình cho khoảng 2/3 cái muỗng cà phê muối nở vào đây nè, để mình ngâm cùng với đậu á các bạn. Cái này muối nở hay còn gọi là thuốc muối á, cái này có bán ở tiệm tạp hóa nhiều lắm á. Mình cho nước vào mình ngâm nha. Thì nếu có thời gian á thì các bạn có thể ngâm 8 tiếng qua đêm cũng được. Còn đây mình sẽ ngâm 4 tiếng thôi. Thì lát xíu nữa mình sẽ quay lại nha. Đậu trắng này mình đã ngâm được 4 tiếng rồi nè các bạn. Đó, những hạt đậu nó đã nở to và nó căng tròn ra hết rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa lại cho nó thật sạch. Rửa đậu xong thì mình sẽ đem đi luộc đậu luôn nha. Cho nước vào rồi thì mình sẽ bật bếp lên mình nấu. Đây mình sẽ nấu với lửa vừa. Mình nấu đến khi nào đậu mềm luôn nha. Nấu đậu được một lát rồi đó thì mình sẽ đi ngâm nếp. Nếp này là 250g đó. Thì mình đã vo rửa sạch rồi. Bây giờ mình cho nước vào mình ngâm nha. Đậu trắng này mình luộc khoảng 20 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp hạt đậu lên, mình bóp ra thử. Nếu mình thấy nó mềm tan như vậy nè là đậu mình đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đem cái nồi đậu này mình đổ ra rồi mình rửa lại. Giờ thì mình sẽ cho đậu vào thao nước để mình sàn mình rửa, để cho cái phần mày đậu á nó chóc ra bớt nha các bạn. Đó, thì cái phần mày này nó sẽ hơi chát á, nếu mình sàn cho cái mày nó ra bớt á thì đậu mình nấu chè nó ăn sẽ ngon hơn á. Phần đậu đã xong á thì mình cũng đi rửa lại cái nếp nãy mình ngâm luôn. Đây nếp nãy mình ngâm nè, mình ngâm được 10 phút rồi đó. Thì mình chỉ rửa sơ lại là được rồi. Đậu và nếp đã xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi nấu chè nha. Để nấu chè thì ở đây mình có chuẩn bị một cái nồi, có lót một cái lớp lá dứa ở phía dưới nè. Thì lớp lá dứa này sẽ giúp cho nồi chè của mình nó được thơm hơn và nó không có bị cháy khét nữa. Bây giờ thì mình sẽ đổ đậu vào trước. Mình cho cái phần đậu xuống thành một cái lớp ở phía dưới nè. Tiếp tục á, thì mình sẽ cho 300g đường vào. Thì cái lớp đường phía trên đậu nè các bạn sẽ giúp cho hạt đậu của mình á, nó săn lại, nó vẫn mềm nhưng nó không có bị bở nát đó. Còn cái lớp trên cùng mình sẽ cho nếp vào.
đây mình sẽ nấu chè với 1,5 lít nước dừa dảo. Còn nếu các bạn mà không có dừa dảo đó thì các bạn sử dụng 1,5 lít nước giúp mình nha. Các bạn cứ nhẹ nhẹ tay cho vào thôi, để đậu mình nó đừng nổi lên đó. Rồi thì mình sẽ bắt lên bếp để mình nấu. Thường thì nấu chè đậu trắng mình sẽ nấu khoảng là 35 đến 40 phút. Mình sẽ nấu với cái lửa nhỏ nha. Trong thời gian nấu chè đó thì mình sẽ đi nấu nước cốt. Thì nước cốt này mình sử dụng là 400 ml. Mình vắt lần thứ nhất đó các bạn, hay còn gọi là nước cốt nhất á. Mình cho vào đây là 50g đường. Còn đây là phần bột năng. Bột năng mình sử dụng là 2/3 cái muỗng canh này nha. Mình hòa với một ít nước cốt dừa và mình cho vào đây để mình lát mình nấu luôn. Mình nấu cho nước cốt nó sánh lại như vậy nữa các bạn. Thì mình sẽ cho thêm xíu muối nữa nha, để cái phần nước cốt mình được đậm đà hơn. Đó, rồi mình khuấy cho phần nước cốt nó sạch lại là mình tắt bếp được đó các bạn. Phần nước cốt đã được nấu xong thì mình quay lại với nồi chè nè. Thì nồi chè này nãy giờ mình nấu được 40 phút đó các bạn. Bây giờ mình sơ lên nè. Đó, các bạn nhìn nếp nè, nếp đậu nó còn nguyên hạt, nó rất là ngon luôn nè. Mình nhìn hạt nếp nó trong veo như vậy nè, đó là nó đã chín rồi đó. Giờ mình gấp vớt bỏ cái phần lá dứa này ra. Mình lấy đũa nè, mình sơ cái lớp đậu lên nè, cho nó đều cùng với nếp á, là cái nồi chè này nó không hề bị dính nồi nha các bạn. Để chè nó được sánh dẻo hơn thì mình sử dụng một ít bột năng, khoảng một muỗng canh á, mình hòa với ít nước nè, mình gửi vào. Nếu mình khuấy một lát là bột năng nó chín rồi đó. Rồi thì mình tắt bếp, mình để cho cái nồi chè nó nguội lát là mình ăn được rồi. Nồi chè mình để nó nguội nè các bạn. Đó, khi nó nguội á, nó sẽ sánh mà nó dẻo đặc hơn lúc nãy á. Nó nhìn rất là ngon luôn nè các bạn. Mình múc chè ra, mình chan nước cốt dừa lên là mình thưởng thức được rồi đó. Nè các bạn nhìn rất là ngon luôn nè. Cái hạt đậu của mình á, nó còn nguyên hạt, nhưng mà nó rất là mềm luôn á, nó không bị bở nát gì hết á. Giờ thì mình ăn thử nha. Ăn rất là ngon luôn các bạn. Hạt đậu thì mềm tan, và nó tan ngay trong miệng luôn á, không bị bở nát. Và nó bùi bùi béo béo, rồi nếp thì dẻo mềm, cộng với nước cốt á, ăn ngon lắm luôn đó. Thì các bạn hãy làm thử nha. Chè này á, các bạn nấu xong á, mình cắt vào tủ lạnh á, mình bảo quản, mình ăn dần, mình ăn tới ngày hôm sau vẫn ngon nha. Món chè đậu trắng của mình như vậy là làm được xong rồi. Thì mình mời các bạn nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo. Giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.